ngợi khen Đức Chúa. Ngày thần chi tôi hân hở vui mừng, vì Chúa đấng cứu độ tôi, vì Chúa đấng giải thoát tôi, vì Chúa đói đến phận hèn tôi. Từ nay muôn thế hệ sẽ khen rằng tôi diễm phúc, vì Đức Toàn Năng đã làm cho tôi muôn điều trọng đại, danh Ngài là Thánh. Này linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, này thần trí tôi hân hở vui mừng, vì Chúa đấng cứu độ tôi, vì Chúa đấng giải thoát tôi, vì Chúa đói đến phận hèn tôi. Xót thương người tôn kính Chúa, Ngài đã xếp tan những kẻ kiêu căng, thế lực bạo tàn, tay Ngài quyền năng. Phần dân hoa vừa rồi của giáo xứ Nam Hải cũng như các em thiếu nhi của giáo xứ Bình Thuận. Vì nụ cười của con, mẹ có thể thức khuya dậy sớm lo cho con từng ngày, với những gánh hàng rong, với những buổi trưa đầy nắng cháy. Dù mệt mỏi, dù vất vả, nhưng vì yêu con, mẹ có thể vượt qua tất cả. Vâng, tấm lòng của người mẹ dành cho con của mình thật đáng quý biết bao. Hoạt cảnh gánh hàng rong sẽ trình bày ngay sau đây với quý bà mẹ giáo xứ Bình Sơn. Một tràng pháo tay thật lớn với hoạt cảnh được mang tên Gánh Hàng Rong. Ai
con ra, chỉ mong con được lớn khôn nên người. Mẹ yêu con hơn cuộc sống của mẹ. Những lúc con được ôm mẹ, con chỉ muốn nói với mẹ hai tiếng cảm ơn và thì thầm cùng mẹ rằng con yêu mẹ rất nhiều. Giờ đây xin kính mời toàn thể quý vị cùng đến với phần trình diễn của giáo xứ Bình Thuận với bài hát được mang tên Tình Mẹ. Thank you.
xin cảm ơn các bạn trẻ của giáo xứ Bình Thuận với những điệu múa rất dễ thương và ngọt ngào ạ. Kính thưa quý bà mẹ thân mến, và trong xuyên suốt quá trình văn nghệ nãy giờ diễn ra thì là những tiết mục hát múa và dâng hoa lên trời Đức Mẹ. Để thay đổi không khí chương trình văn nghệ cho ngày hôm nay, ban tổ chức có mời về một ảo thuật gia rất nổi tiếng khắp thế giới. Xin quý bà mẹ cho một tràng pháo tay thật lớn cho sự xuất hiện của ảo thuật gia của chúng ta được không ạ? Lớn hơn nữa được không ạ? Vâng, xin cảm ơn quý mẹ rất nhiều. Vâng, xin được giới thiệu ảo thuật gia Z26. Mỗi tiết mục của ảo thuật gia chúng ta, hãy dành tặng những tràng pháo tay thật lớn để cảm ơn những tiết mục. Vâng, xin cảm ơn rất nhiều ạ.